chị có giao cho Bùi Hồ một cái cuốn tập, và cái cuốn tập này là chị là một giáo viên dạy viết chữ nên chị đã viết tặng cho Bùi Hồ sẵn những cái chữ như thế này. Bây giờ chị lên bé pin liền hả chị hả? Chị lên liền anh. Rồi bây giờ thì em lấy những hình ảnh của chị gửi cho em thôi nha. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, và sau lưng cô bác quý anh chị là bệnh viện truyền máu huyết học. Bùi Hồ đến đây với một cái công việc hết sức là thiêng liêng. Bùi Hồ đến đây để xin chữ của một cô giáo. Tại sao Bùi Hồ lại đến bệnh viện truyền máu huyết học để xin chữ của một cô giáo? Thì đó là cả một cái câu chuyện dài đằng đẵng về một người phụ nữ đang nuôi con bệnh ở trong cái bệnh viện này, và cô là một cô giáo dạy viết chữ đẹp. Thì tại sao cô lại con của cô lại là cái gì mà lại nằm ở trong đây, và như thế nào, hoàn cảnh của cô ra sao, thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nhé. Cô bác quý anh chị, vì cái bệnh viện truyền máu huyết học không cho vô thăm, không cho nhiều người vô, nên Bùi Hồ không vô đó quay phim được. Thì đây là hình ảnh về con của chị Trinh. Quê của chị thì ở Quy Nhơn, và chị với con của chị thì vô đây cũng được khá là lâu. Thì qua một số thông tin giới thiệu, hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để quay giúp đỡ chị. Đây là bé Bin. Bé Bin này thì đang vô nước. Có hình ảnh nhìn rất là khôi ngô luôn, một bé rất là khôi ngô tuấn tú. Còn một cái tấm hình hôm qua chị gửi cho Bùi Hồ là bé đi cùng với ông của mình. Bé đứng trên một cái chiếc xe. Bác sĩ chẩn đoán thì khoảng vài ngày sau nữa thì bé sẽ được bác sĩ cạo đầu để mà vô hóa chất. Một bé khôi ngô như thế này mà lại mắc một cái căn bệnh quái ác, nhìn không khỏi xúc động của bác quý anh chị. Đây là hình ảnh bé Bin đang chơi. Đó, nhìn con mà Bùi Hồ phải ngồi ở quán cà phê này đợi cho chị đang đi xuống, vì sáng nay chị còn phải vỗ bé Bin để cho bé Bin không khóc nè, rồi ở với lại ông ngoại của mình. Hình ảnh cô bác với anh chị thấy đó là chị Trinh, quê của chị ở Quy Nhơn, Bình Định, và chị với cùng với bé là bé Bin. Bé Bin năm nay là bao nhiêu tuổi hả chị ha? Bé Bin năm nay là 31 tháng em. 31 tháng. Bé Bin bị bệnh như thế này lâu chưa? Bé là chị phát hiện ra bé là cách đây cũng tầm 1 tháng rồi. Chị Trinh ở đây là một người mẹ đơn thân. Chị năm nay là đã 30 bao nhiêu tuổi hả chị ha? Chị năm nay là chị sinh năm 86. Bùi Hồ phải phỏng vấn chị gấp rút ở đây. Lý do là chị phải còn lên giữ bé, tại vì ở ngoài Quy Nhơn vô đây thì chỉ có mình nên chị giữ cho bé Bin thôi. Đó, nên thành thử là chị có giao cho Bùi Hồ một cái cuốn tập. Và cái cuốn tập này là chị là một giáo viên dạy viết chữ nên chị đã viết tặng cho Bùi Hồ sẵn những cái chữ như thế này. Bây giờ chị lên bé Bin liền hả chị hả? Chị lên liền anh. Rồi bây giờ thì em lấy những hình ảnh của chị gửi cho em thôi nha. Rồi mọi người sẽ liên hệ đến chị qua cái địa chỉ là ở số điện thoại là bao nhiêu hả chị ha? 0905987754. Dạ. Rồi ở đây là bệnh viện truyền máu huyết học. Rồi thôi bây giờ chị lên liền hả? Bây giờ chị lên liền anh. Dạ. Rất là vội vã luôn. Chị cảm ơn em nha. Dạ dạ. Cô bác quý anh chị, đây là cái chữ mà do chính tay của chị Trinh viết ở trong bệnh viện vào tối hôm qua để gửi tặng cho Bùi Hồ. Chị nói chị là một giáo viên dạy vừa luyện viết chữ đẹp cho các trẻ ở Quy Nhơn. Và chị viết vào ngày mến tặng vào ngày 14 tháng 6. Vì một cái cuộc phỏng vấn rất là vội vã. Chị có một mình để nuôi bé Bin nên chị chỉ kịp trao tay cho Bùi Hồ qua cái cuốn tập này. Thì không kịp nói bao lâu thì chị lại tiếp tục lên trên phòng để mà chăm sóc cho bé Bin. Mong cô bác quý anh chị thương cảm cho chị Trinh, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng gõ để biết thêm, Mạnh Thường Quân có thể biết thêm về cái hoàn cảnh của chị Trinh và bé Bin hiện nay. Chữ rất là đẹp luôn. Thì bây giờ thì lúc nãy thì cuộc gặp của Bùi Hồ với chị thì rất là vội vã.
nên Bùi Hồ muốn chị quay về bé Bin. Đây là chị Trinh đang mới vừa gặp Bùi Hồ và chạy lên bệnh viện để ôm bé Bin. Rất là nhìn rất là tín hiệu không được tốt nhưng mà nhìn rất là đáng thương, đúng không cô bác quý anh chị? Bé khỏe không chị? Bé thì bây giờ cũng bình thường rồi em, do là vô nước và đang mang bé đang đi kháng sinh. Dạ. Bé còn đang ngủ hả? Bé còn đang ngủ hả? Dạ. Em cảm ơn những cái chữ viết mà chị đã tặng cho em nha. Có đợt sau nếu em có lên thì em sẽ nhờ chị viết trực tiếp luôn nha. Chị có thời gian á. Ôi nhìn bé vẫn còn đang ngủ say như thế hả? Bé có đau lắm không chị? Bên em thì không nghe rõ lắm vì tiếng xe nó ồn, với lại chị không có nói lớn được đó. Em nhìn thấy thì ở tay của bé thì chằng chịt những cái vết kim cũng như là dây truyền nước cho bé hả? Có thể quay vào bé cho em xem với. Ôi nhìn gương mặt kháo khỉnh dễ thương đẹp trai lắm luôn. Không biết nói gì hơn, cuộc gặp gỡ của em với chị rất là vội vàng ha. Thì mong là em chúc cho bé mau mạnh khỏe nha chị ha. Nha. Rồi khi nào em có lên thì em sẽ alo chị nha. Dạ em chào chị nha. Thì những thông tin về mà bé Bin cũng như là về chị á, thì Bùi Hồ sẽ số điện thoại của chị Bùi Hồ sẽ để lên ở cái phần màn hình, thì cô bác quý anh chị cô quan tâm thì hãy giúp đỡ cho bé nhé. Bây giờ chào Bùi Hồ, xin chào tạm biệt và chúc cô bác quý anh chị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bây giờ Bùi Hồ lại vội vã đi về. Sáng nay thì Bùi Hồ qua cũng rất là sớm để kịp gặp chị. Nhưng mà bệnh viện sáng nay lại bác sĩ lại bắt đầu thăm khám cho bé Bin. Nên cuộc gặp gỡ của Bùi Hồ với lại chị vô cùng vội vã. Và chắc có lẽ thì trong dịp sau mà Bùi Hồ có lên thì Bùi Hồ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp chị trong khoảng thời gian lâu hơn. Và mọi thông tin về chị Trinh như là số điện thoại và số tài khoản thì Bùi Hồ có để trên cái màn hình, cô bác quý anh chị có quan tâm thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái hoàn cảnh của chị Trinh, người mẹ đơn thân luyện viết chữ đẹp để nuôi con nha.